các bạn nha. Tiếp tục một bộ nữa bữa nay nha các bạn. Mình test luôn nha cho nó xong. Thì bộ này đặc biệt là nó có thắng từ đây nè các bạn, thắng từ nha. Và ở đây nó có hai bánh xe, bánh răng. Một cái thì nó bắt chết vô cái cốt nha. Đây. Ha. Phải nói là cực đỉnh luôn các bạn. Ha. Con này tải lên giải tải cao nha. Con này motor 40V. Khách nào chạy 24 thì nó vẫn là rất là khỏe nha. Còn khách nào mà muốn nó thực sự mạnh thì chạy lên 40V ha, mua tăng áp các bạn. Con này nó ăn dòng con này hàng của Đức nha, Germany. Nó ăn dòng rất là tiết kiệm nha. Đây các bạn xem, sao cái tem nó làm chìm chìm khó thấy các bạn. 40V. 1.3A. Nha, 1.3A các bạn. Maximum nó là mười mấy A lận nhưng mà thấp nhất là 1.3A. Ở đây tặng các bạn một cái tay bấm nha. Tay bấm lên xuống nè ha. Đó. Thì tay bấm này các bạn có thể chế lại là cái nút công tắc gạt các bạn, cứ gạt lên nó chạy hoài luôn. Tại vì nó đơn giản là hai công tắc K thôi, chứ không có gì hết nha. Nhấn nhả, cái này là nhấn nhả. Đó. Thì các bạn mở bên trong ra, các bạn nối hai cặp dây ra. Các bạn làm công tắc gạt á. Các bạn gạt cái là nó chạy hoài luôn. Ha. Nè làm này các bạn. Ví dụ như nhiều khách cần người ta chạy hoài đúng không? Thì gạt cái thì nó chạy hoài qua bên đây. Gạt cái thì nó đảo chiều rồi chạy ngược trở lại nha. Khách nào cần thì mình làm luôn. Đó. Nhưng mà chạy kiểu này thì không có xài được cái thằng này nhé. Chạy kiểu này thì chạy cái kiểu điều khiển đảo chiều. Bộ này có thắng các bạn. Buông thắng ra nó không có chạy nha. Hai dây thắng mình mới hàng dài ra. Buông thắng ra nó không chạy. Thì đây cụm động cơ kéo qua đây ha. Rồi một cái bánh xe này thì nó quay tự do. Có thể nó bắt vào một cái khác nha. Cái này các bạn muốn nó bắt chết thì các bạn khoan. Không khoan thì nó không có cứng. Kiếm một cái mà thôi. Nếu để như vậy thì các bạn cũng tìm cách á. Khoan xuống ha, khoan xuống bắt vô. Còn cái này thì nó bắt cái dạng mà áo côn, áo côn rất là cứng. Không cần ba bét nha. Thắng từ 24V. Ở đây cái dây này thì nó chức năng là nó đếm thôi nha. Cái này quay thì cái này nó sẽ truyền qua đây, nó đưa ra bộ ra encoder, encoder 3 giây nè. Nó đếm thôi. Đơn giản. Thì bộ động cơ nó cũng có một cái encoder ở dưới nha. À, có khách xài được, khách không. À, xài được thì sẽ xài. Khách cái này có hai lựa chọn nha. Các bạn chọn cái này thì vẫn là 1.6 triệu nha, mình tặng. Còn các bạn chọn cái này thì mình vẫn là 1.6 triệu nha, mình tặng. Giá bao ship nha, giá bao ship. À, bộ này tải cao. Khách nào chế tời các kiểu là lấy bộ này. À, đó. Ở bên đây các bạn làm thêm cái rulo nữa nha, hoặc là các bạn nối dài chỗ nào đó ha, làm bên đây cái rulo nữa ha, kéo. Nói chung nhiều ứng dụng nha, khách nào cần chế xe cho trẻ em các kiểu nha. Chế xe cho em thì các bạn lắp cái dạng mà cái clip xe đạp mà có con chó các bạn đó, thì nó hay hơn. Tại vì cái này nó không có con chó, nó chết luôn. Nó chết luôn thì cho những ứng dụng mà cần chết luôn, giống như là đẩy hàng các kiểu nha. Làm xe đẩy hàng, còn xe đạp thì cần phải có con chó. Mà biết con chó không ta? Ngày xưa mình, cái khi mà các bạn biết cái thời 8X các bạn, có chiếc xe đạp sườn ngang mà thọt cái chân qua chạy á. Cái thời đó mình phá chiếc xe là mình mở ra con chó nha. Nó lỏng con chó nha, mình mở ra. Mình lấy một cái sợi, gọi là cái sợi trên cái dây thắng các bạn. À, cắt một sợi một khúc nhỏ này nè, chêm làm con chó ha. À, khắc phục lại tình trạng mà nó trượt con chó nha. Trượt là sao ta? Trượt gọi gì ta? À, trượt gì? Nó bị tuôn các bạn. Đập tới cũng tuôn mà đập lui cũng tuôn. À, cho nên là mình cái thời đó nên gọi là hay là gọi là con chó. À, chứ giờ không biết nó là cái gì. Theo các bạn nó là cái gì cả? Khách nào biết cái đó là cái gì có thể comment nha. Ok, bộ này thì rất là đẹp. Ok, tuyệt vời. Quay em ru. Cái lô này là hàng mới chưa xài nha, của Đức các bạn. Germany, Made in Germany. Thì mình nghĩ mấy cái này cũng là hàng xịn hết tất cả. Bát thép ha. Các bạn thấy nhông. Đó, cái đế nhôm rất là dày. Hồi nãy thiếu hai ốc này mình mới bắt lại nè. Đó là xong, đầy đủ hết.
cụm này gọi là siêu phẩm. Cái nãy anh bán rồi các bạn. Cảm ơn khách ủng hộ nha. Anh khách quen. Ủa anh khách lạ nhưng mà quen. Mỗi ngày mình tiếp khoảng 100 khách đi, thì khoảng 65 khách là khách mới các bạn. Cho nên cái lượng khách mới trên kênh mình rất là nhiều. Cho nên thành thật cảm ơn quý khách ủng hộ nha. Ngày nào cũng có khách mới ủng hộ thì rất là vui. Ok, bộ này đã xong. Rồi tiếp tục chiều nay sẽ tiến hành một số việc là trả đơn. Còn mấy cái bơm hút chân không nhưng mình chưa có thời gian để test. Bây giờ chuyển qua gói đơn và trả đơn. Ok, khách nào cần thì liên hệ shop nha. Cái này bây giờ nếu mà bỏ thay ra thì thắng tự nó dính cứ ngắt các bạn. Nè. Các bạn quay không có được nha. Quay không có được. Hộp số nó cứng cộng với thắng từ nữa. Đó. Khách nào cần thì mình sẽ đấu dây hoàn thiện hết nha. Mình đưa ra hai dây đỏ đen. Khách về cắp ắc quy hoặc là nguồn tổ ong các kiểu xài. Nha. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem video.